Chào mừng các bạn và anh em, Hành Nguyên đang test một vỏ hát Fit Pro, một con SX738, một con đẩy Mỹ Cover PT12, một ca khúc Tình Yêu Cách Trở. Sau đây anh Nguyên mời các bạn và anh em cùng lắng nghe ca sĩ Trấn Hành biểu diễn ca khúc này nhá. Cực kỳ chất các bạn nhá. Bạn nhớ là cho team like Hành Nguyên nhá. Anh biết tại sao em luôn buồn và thường suy tư trong những chiều buông. Em muốn xa anh phải không? Ôi đời ai hiểu tình yêu, mới yêu thì hứa một lòng. Anh biết tại sao em hay buồn. Hay quá các bạn, rất hay nhá. Vì từ mai đây em khóc nhiều hơn. Như đĩa luôn. Tay trắng nên anh nào mong, mơ nhiều cũng chỉ bằng không. Vì yêu nên muốn xa người. Yêu em, yêu mối duyên đầu. Xa em dù biết khổ đau, dứt bỏ tình yêu không nỡ. Anh nghèo biết tình làm sao, thì thôi nhé. Em có còn yêu anh như hôm nào? Còn nhiều em ơi nên lắm khổ đau. Em muốn xa anh thật sao? Thôi đành kiếp nào gặp nhau. Tình ta gửi gió mây sầu. Nghe như điệu quá nhá. Một gặp là SX738, hết ngay số của đời SX700, bắt 50, chung 20 và tép kèn. Một cái đẩy cover Mỹ BT2400, 4 cầu giao loa. Một chiếc băng số BS Audio K100 Pro. Một bộ giải mã hợp đồng tiếng, một quản lý nguồn và bộ mic cao cấp của DB Autix 55 Plus Cộng. Cực nổi tiếng quá nhá. Bác nghe karaoke như là mở đĩa. Thu thanh trực tiếp từ công ty Hành Nguyễn. Nói điện thoại. Em ơi đừng nói xa nhau. Yêu em, yêu mối duyên đầu. Xa em dù biết khổ đau, giết bỏ tình yêu không nỡ. Anh nghèo biết tình làm sao, thì thôi nhé. Em có còn yêu anh như hôm nào? Còn nhiều em ơi nên lắm khổ đau. Em muốn xa anh thật sao? Thôi đành kiếp nào gặp nhau. Tình ta gửi gió mây sầu. Em muốn xa anh thật sao? Thôi đành kiếp nào gặp nhau. Tình ta. Bác nhớ ấn like nhá và thả tim cho anh Nguyễn để sản xuất ra nhiều bộ hát hay như này nhá. Đó là theo dõi. Bây giờ phần test nhạc mời cùng nghe nhá, cũng như giới thiệu chi tiết sản phẩm này. Anh Nguyễn mời bác cắm tay phone nhá, nghe bộ hát có tổng đầu tư là 104 triệu nó biểu diễn. Tiếng bát cực sâu, tiếng kép cực lẩy và lời cực rõ. Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi, tờ duyên xưa còn hay mơ
tuyệt vời đúng không bác? Bây giờ em sẽ giới thiệu tổng quan với nhá. Cái loại bộ hát này đã chơi đến là hết cỡ nhá, không còn để nâng cấp nữa. Một con là FX7.8 đẹp lung linh bên này, bắt 50, chung ngay mới đẹp kèn, nghe nhạc và hát cực phê luôn. Đấy, con này đẹp tình trạng 95% rồi nhá. Đấy, thùng thành đẹp. Một con này cỏ Mỹ cover BT 2400, một chiếc vang số mà nhá, một giải mã nâng tiếng và lên nguồn bộ bích. Để anh em là có nhu cầu cả bộ nhá, mua lẻ được liên hệ với em số máy 0936 583 110, lắp tại nhà với khoảng cách là hơn những số nhá. Bên em thi công thì cực kỳ chuẩn bạn, thợ giỏi luôn, kết hợp với kỹ thuật cao, kỹ thuật với đồ chuẩn thì các bác sẽ chỉ có từ hưởng thụ nhá, chứ không phải nghĩ ngợi nữa. Đấy, mọi tin mua sắm phô ghép liên hệ với số máy 0936 583 110. Em chào bác nhá.